Chào tất cả mọi người, thì hôm nay shop linh kiện tại Đại Phú xin giới thiệu một cái mẫu ăn mạch loa kéo mới bên shop ha. Thì cái mẫu này có công suất từ 200W đến 300W nha. Có tích hợp Bluetooth, có chạy chế độ 220 và chạy bình đầy đủ hết ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái sản phẩm này ha. Đây, mình sẽ quay cho mọi người xem về cái kết cấu bên trong ha. Đây là cái ăn mạch bên trong. OK. Thì đối với cái mạch này nó gồm có những cái khối chính ha. Đây là cái phần ấy nè ha. Cái phần mạch chính nè. Mạch ở cô liền một xích ha. Liền trên bo luôn. Và ngay cả phần Bluetooth cũng tích hợp trên một bo luôn. Thì hiện tại mình đang cấp điện và đang cấp với lo. Thì cái bảng này rất là tốt. Gần như là mình test ở đây, mình đứng sát quay sát lo luôn á. Thì không có một cái tiếng ù nào hết ha. Cái bo này xử lý rất là tốt, im ru ha. Này mình Bluetooth nè ha, có Bluetooth này. Này phần hiển thị cho Bluetooth nè. Này là khối nguồn nè, ở dưới là khối phần công suất ha, khối phần công suất bo nằm phía thấp nhất ha. Rồi OK. Thì đối với cái bo này là có một ngõ ra thôi ha, mono. Hiện tại mình đang kết nối với bình và nguồn điện luôn ha. Cái bản này thì nó vừa chạy bình và vừa chạy điện 220 luôn. Điện 220 lúc này là đỡ cho mạch hoạt động và đồng thời cũng là sạc bình luôn ha. OK. Thì đó là kết cấu bên trong. Mình quay tới trước ha, những cái nút chức năng. Rồi đối với cái bảng này á, bắt được Bluetooth nè ha. OK ha. Rồi ở đây đọc được USB nè, để nhớ nè. Ở đây tổng cộng của nó là 2, 4, 6, 8, 9 volume. 9 volume như vậy phần nhạc là 3 volume. Von, bass, chest. Tiếp tục là phần micro. Micro là ở đây là 5 nút. Thì đây nút delay nè, echo nè. Tiếp theo là mid trap nè. Tiếp theo là mid bass nè. Tiếp theo nữa là mid von. Von cuối cùng đó là von guitar. OK ha. Ở đây hỗ trợ được hai micro có dây và hai cổng guitar. Trước là công tắc on off nè ha. Một đường ngõ vào điện 220 nè. DC 12V dùng cho bình bên ngoài. Ở đây sạc thì đầy và lúc sạc á thì nó chỉ thông qua một con led thôi. Thì khi sạc á thì đèn đỏ sáng. Thì khi sạc đầy bình á thì đèn xanh sẽ hiển thị. OK ha. Đây đang sử dụng chung một con led nhưng mà hiển thị màu nó thay đổi. OK, ngoài ra thì còn hỗ trợ một cái đường rất quan trọng nữa mà trong lô kéo mình rất quan tâm, đó là cái đường micro không dây. Đây. Cái này nó có đưa ra một cái đường dây bass ha. Thì phụ kiện mà sẽ kèm theo đầy đủ. Đó, hai cái đường dây, một đường dây ra lo và một đường dây bình. Dây rất là tốt ha, chắc chắn. Và một đường dây lắp cho micro không dây. OK. Thì mình sẽ test sơ qua về cái bản mạch này. Thì cái bản mạch này á thì nó sẽ đánh được lo từ 3 đến 4 tấc. Rất OK ha, mình đã test rồi, qua rồi. Thì ở đây mình đang test cái lo 3 tấc nhẹ nhẹ thôi. Còn thực tế là nó sẽ quýnh được tới cái lo 4 tấc. 4 tấc rồi đang tính cho lo kéo nha. Công suất tầm khoảng 150 đến 200 là quýnh OK luôn. OK. Rồi. Bây giờ mình đang chạy bình nè ha, chạy bình nè. Giờ mình bật công tắc nguồn lên, 220 lên. Bật lên. Thì như vậy là đang sạc nè ha, đang sạc. Ha. Đèn màu đỏ sáng là đang sạc. OK không? Thì với cái trạng thái này á là đang vừa chạy bình và chạy điện được chạy điện 220. Thì cái lúc này là cái bình mình đang vừa sạc luôn nè ha, vừa được sạc nè. Và khi mình bật mà khi mình chạy hai chế độ như thế thì nó sẽ lấy ưu tiên của nó là đang chạy điện 220. OK ha. Rồi mình sẽ test qua về cái tiếng mic chút xíu ha. OK. Đây. Micro có dây. Mic cùi ha. Gắn vô mình test thử như thế nào ha.
Alo, alo, alo. 1 2 3 4 5 6. Alo, alo. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi, cái thời gian delay thì cho phép mình chỉnh định được ha. Dù như mình giảm nhỏ thời gian delay lại trước. Đó, để cho mình dễ cái tiếng việc vật ha. Thử giảm nhỏ xuống thì cái thời gian delay nó nhanh hơn. Alo, 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 alo. 1 2 3 4 5 6. Alo, 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 alo. Với cái trạng thái này thì hơi nhanh ha, delay hơi nhanh thì mình nên chỉnh sao cho nó phù hợp nhất thì lúc ca nó mới hay được ha. Alo, 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 alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Bây giờ mình sẽ test qua cái phần nhạc chút xíu ha. Coi thử nó mạnh hay không ha. Hết maximum thì cái lo này chịu không nổi nữa ha. Đó. Thì cái bản mạch này thiết kế công suất đánh rất là ok ha, rất là mạnh. Rồi mình test lại cái tiếng mic một lần nữa ha. Alo, 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 alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alo, alo. 1 2 3 4 5 6 7. Ok, phần echo tốt ha. Thì mình sẽ quay cho nó cận cảnh chút xíu ha, cho mọi người nhìn nó dễ dàng ha. Đây USB nè, để nhớ nè, one mic nè, bass mic nè, one music nè, bass music nè, trap music nè, delay nè, echo nè, mic trap nè, mic bass nè, one guitar nè, one mic nè. Đây là một cái công tắc ultim mic ha. Công tắc này mình luôn nhả ra. Ok. Chờ. Ok ha. Cái mặt của em gửi cái đề cho anh cho. Chưa test được thôi rồi đưa anh nha. Chờ em xuống. Ok, chào tất cả mọi người ha. Thì có gì thì cần có trực tiếp lên web xem cũng được ha. Có thể là liên hệ trực tiếp qua shop ha. Và số điện thoại là 0795759585 hoặc 0935 6678 ha. Ok, mình xin chào ha.